Và điều đặc biệt nữa, hãy sàng lọc, loại bỏ những người bạn bè, những người bạn không cần thiết ra khỏi cuộc đời. Chúng ta có hai cái từ hay thường nói là bạn với là bè. Hãy những người bạn đúng nghĩa, những người bạn thực chất gắn bó và thủy chung với chúng ta ha, thì chúng ta hãy gắn bó và tiếp tục với họ. Đừng đưa dấn thân vào một cái nơi mà là những người bè kéo chúng ta đi xuống và suy nghĩ tiêu cực và chúng ta thất bại trong cuộc sống. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK, Bình Giảng Sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé. Các bạn, bí quyết tìm lẽ sống, bí quyết thay đổi bản thân. Phần tiếp theo xin chia sẻ các bạn phương pháp Ikigai lẽ sống. Thì phương pháp Ikigai có nghĩa là gì? Hãy tìm ra lẽ sống, mục đích sống. Chúng ta hãy vẽ ra 4 vòng tròn. Vòng tròn số 1, chúng ta thích làm điều gì? Vòng tròn số 2, chúng ta có giỏi về việc đó hay không? Vòng tròn số 3, xã hội có tôn vinh, có cần chúng ta làm công việc đó hay không? Và vòng tròn cuối cùng, chúng ta có kiếm tiền từ việc đó hay không? Sự trả lời và sự cân bằng của 4 vòng tròn này nó sẽ tạo ra Ikigai, có nghĩa là lẽ sống, lẽ sống của đời chúng ta. Bởi vì nếu như các bạn làm vì bản thích thì đây chỉ là đam mê. Nếu các bạn làm vì những gì mà thế giới cần, đó chỉ là sứ mệnh. Nếu các bạn làm vì những gì mà các bạn cần tiền, đó chỉ là công việc. Nếu các bạn cảm thấy thoải mái nhưng mà cảm thấy trống rỗng hơn thì đó là sự nghiệp. Tuy nhiên, sự dung hòa, cân bằng của 4 vòng tròn này sẽ tìm ra Ikigai, lẽ sống của đời bạn. Giống như là một chàng nhạc sĩ. Chàng nhạc sĩ, anh ta thích nhạc, anh ta thích sáng tác nhạc và anh ta muốn thành người nhạc sĩ, xã hội tôn vinh anh ta. Nhưng anh ta không kiếm tiền từ cái việc sáng tác nhạc và chơi nhạc. Và anh ta phải nhờ sự giúp đỡ của xã hội, của gia đình, của bạn bè. Vậy thì anh chàng nhạc sĩ đó có tìm ra Ikigai, lẽ sống của anh ta chưa? Chắc chắn là... Tiếp theo, xin được chia sẻ các bạn công thức thay đổi cuộc đời. Yes, no. Rất đơn giản. Công thức thay đổi cuộc đời rất đơn giản. Ai cũng biết yes là có, no là không. Vậy thì công thức thay đổi cuộc đời này rất đơn giản. Các bạn có thể tự làm cho các bạn. Thứ nhất, các bạn tự đặt câu hỏi. Tôi có hạnh phúc, tôi có đang thoải mái với công việc, với hiện tại, với cuộc đời hiện tại hay không? Câu hỏi như sau. Tôi có cảm thấy hạnh phúc, có thỏa mãn, có cảm thấy vui với công việc, với thực tế cuộc đời hiện tại hay không? Nếu câu trả lời là yes, thì tiếp tục sống như vậy. Tiếp tục sống như vậy. Nếu câu trả lời là no, tôi không hạnh phúc, không thỏa mãn, không thoải mái, thì hãy thay đổi một điều gì đó. Và sau khi thay đổi xong, một thời gian ngắn sau, hãy đặt tiếp câu hỏi, tôi có hạnh phúc, có thỏa mãn hay không? Và nếu câu trả lời vẫn là no, thì hãy tiếp tục thay đổi để nâng chúng ta lên một tầm cao mới. Và hãy đặt câu hỏi sau khi thay đổi, đến khi nào câu trả lời là yes, là có. Có nghĩa là chúng ta tìm ra mục đích, ý nghĩa, lẽ sống của đời mình. Đó là công thức thay đổi kinh điển yes, no mà những người Nhật Bản người ta thường xuyên đã áp dụng. Tiếp theo, phương pháp Kaizen. Ai cũng biết cái phương pháp này ha. Kaizen có nghĩa là gì? Viết từ tiếng Nhật, Kai có nghĩa là thay đổi, Zen có nghĩa là tốt hơn, có nghĩa là gì? Thay đổi để tốt hơn. Kaizen là thay đổi để tốt hơn. Tuy nhiên các bạn đừng hiểu lầm trong cái câu chuyện này. Thay đổi không phải là đột ngột chúng ta thay đổi liền cái chuyện đó. Thí dụ anh Khánh Linh thường anh thức dậy lúc 8 giờ sáng. Anh muốn thay đổi, qua ngày hôm sau anh thức dậy lúc 6 giờ. Điều đó có phải là thay đổi không? Đúng thay đổi, nhưng mà hoàn toàn không đúng. Bởi vì thay đổi ở đây Kaizen có nghĩa là gì? Thay đổi từ từ, thay đổi từng bước. Các bạn có biết bài hát từng bước thầm không? Phải thay đổi từ từ từng bước. Đừng thay đổi đột ngột bởi vì nó sẽ tạo ra một sức ép, một cái áp lực rất lớn chúng ta rất khó để thích nghi. Cho nên nếu như chúng ta ngủ mỗi sáng thức dậy 8 giờ, muốn thay đổi thức dậy lúc 6 giờ thì đừng tạo áp lực, hãy thay đổi dần dần mỗi ngày. Hãy thức dậy sớm hơn 10 phút thôi thì sau 9 ngày chúng ta sẽ thay đổi việc
thói quen thức dậy từ 8 giờ sáng sang 6 giờ 30. Giống như cái vấn đề tích lũy về tài chính, vấn đề tiết kiệm làm giàu, giống như tập thể dục thể thao. Các bạn biết một cái nhân vật trong thám tử Conan không? Đó là một nhân vật thay đổi dần dần từng bước và trở thành một cái nhân vật xuất chúng trong thám tử Conan. Cho nên không cần đặt chỉ tiêu áp lực quá cao mà thay đổi từng bước. Ngày hôm nay chạy bộ 1 km, ngày mai chạy bộ 1,1 km thôi, ngày tiếp theo 1,2 thôi. Đừng 1 km mà lên 10 km, bởi vì nếu mà chúng ta không đạt được, chúng ta sẽ xỉu và chúng ta vô trong bệnh viện. Cho nên đừng đặt áp lực quá lớn cho chúng ta, hãy thay đổi từng bước và dần dần. Tiếp theo 5S, cái này các bạn đang học và sáng thầy Kha chia sẻ chúng tôi. 5S này áp dụng trong cái công ty, trong cái nhà xưởng. Nhưng mà ở góc độ này tôi chia sẻ với các bạn 5S ở góc độ cá nhân. Cá nhân của các bạn, hãy nhìn lại bản thân của mình. 5S là viết tắt của từ S thứ nhất là sàng lọc, chữ S số 2 là sắp xếp, chữ S số 3 là sạch sẽ, chữ S số 4 là chữ S số 5 là đúng. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Áp dụng vô từng cá nhân của các bạn đi. Tôi muốn được nhấn mạnh cái chuyện này với các bạn. Sàng lọc, hãy loại bỏ những thứ không cần thiết trong cái góc sống cá nhân của các bạn. Trong phòng trọ, trong nhà, cửa, trong cái phòng học, lớp học, những gì không cần thiết hãy sàng lọc, hãy loại bỏ. Và sàng lọc không có nghĩa là nghĩa đen, để nghĩa đen là sàng lọc những cái không cần thiết, vật dụng không cần thiết, mà hãy sàng lọc, loại bỏ những cái suy nghĩ, những tư duy tiêu cực ra khỏi đầu của các bạn. Và điều đặc biệt nữa, hãy sàng lọc, loại bỏ những người bạn bè, những người bạn không cần thiết ra khỏi cuộc đời. Chúng ta có hai cái từ hay thường nói là bạn với là bè. Hãy những người bạn đúng nghĩa, những người bạn thực chất gắn bó và thủy chung với chúng ta ha, thì chúng ta hãy gắn bó và tiếp tục với họ. Đừng đưa dấn thân vào một cái nơi mà là những người bè kéo chúng ta đi xuống và suy nghĩ tiêu cực và chúng ta thất bại trong cuộc sống. Cho nên sàng lọc là hãy sàng lọc góc độ những tư duy, bạn bè, những vật dụng không cần thiết. À, tiếp theo đó là sắp xếp. Sắp xếp nghĩa là bố trí, sắp xếp, ngăn nắp để dễ thấy, dễ tìm, dễ trả lại. Và tiếp tục là sạch sẽ. Cái sạch sẽ quan trọng lắm. Chúng ta hãy giữ vệ sinh thật sạch sẽ theo cái đồ nghĩa đen mà ở cái đồ tinh thần. Tinh thần phải sạch sẽ. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng lên mạng, lên Facebook, lên coi những cái phim tình ái lăng nhăng, lên coi những cái bộ phim mà nó chẳng có giúp gì, chẳng có giúp chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cái phong cách của chúng ta và chúng ta nâng tầm cuộc sống chúng ta. Và sau khi chúng ta làm xong cái ba chữ S sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ lên thì chúng ta đã săn sóc. Có nghĩa là chúng ta duy trì những việc thường xuyên chúng ta đã làm và tạo ra một cái nền móng để phát triển lên 5S, có nghĩa là gì? Sẵn sàng. Và tạo ra một cái ý thức tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm những cái chi phí mà chúng ta đã tạo ra.